Hello, xin chào các bạn. Hôm nay trước mặt các bạn đây là những cái cây tông pha, hoặc là các bạn có thể gọi là gậy chữ T đó, bằng nhựa ABS, nhựa cứng nguyên khối. Thì trên kênh YouTube của bên mình có review rất là nhiều về cái sản phẩm này. Mục đích sử dụng của chúng ta là sử dụng để tập luyện võ thuật, những cái bài về tông pha, và những cái bạn đam mê về võ thuật tập tông pha thì chúng ta có xem cái video này nhé. Rồi ok, với cái sản phẩm này thì hiện tại trên thị trường nó bán rất là nhiều sản phẩm về chất liệu khác nhau, cho nên giá cả nó rất là loạn. Thì hôm nay thỏa theo cái yêu cầu của các bạn thì mình sẽ review cho các bạn hai loại, đó là loại ABS và loại bình thường. Đó, ABS là như thế nào? ABS là các loại trước mặt các bạn đây, và cũng như là shop mình đang cung cấp là chất liệu là nhựa cứng, chịu lực và nguyên khối. Ở khúc chỗ này thì những cái dòng sản phẩm tông pha trước thì ở chỗ này các bạn, nó được gắn kết đó, nó không được liền khối, nó được gắn kết, cho nên khi chúng ta trong quá trình tập luyện cũng như là trong quá trình chúng ta sử dụng thì nó sẽ bị gãy chỗ này, hoặc là đứt nứt nẻ ở khúc này, nối này các bạn. Còn ở đây thì chúng ta được đóng, được đúc nguyên khối như thế này luôn, cho nên cái khả năng bị gãy hoặc là bị bóc chỗ này thì rất là khó, và hầu như là không có khả năng bị như thế đây. Và cái đường kính của sản phẩm là 3 cm, và chiều dài của cái cây này là 60 cm, và cái khoảng cách từ tay cầm của chúng ta là 11 cm. Ok, đó các bạn, rất là vừa tay và chất liệu cứng này các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một loại đây sản phẩm đây. Đây cũng là tông pha, nhưng loại này không phải là ABS. Đây các bạn, khi các bạn gõ xuống nó sẽ cảm giác nó không được cứng và dẻo, nó có một độ dẻo đó, nên chứ nó không cứng. Và cái độ của nó đây các bạn, nó cũng là đúc nguyên khối nha các bạn đó, nhưng mà chất liệu của nó không phải là ABS. Hiện tại trên thị trường chất liệu ABS nó là chất liệu cứng, ok, cứng đó, chịu lực tốt đó. Một sản phẩm nhựa ABS như thế này là chịu lực khoảng 70 kg, 70 kg tác động lực thôi nhé các bạn. Đây các bạn so sánh hai cây, một cây nếu mà chất liệu ABS nó sẽ lớn hơn như thế này, đường kính của nó sẽ to hơn, và cây kia thì chắc khoảng tầm 28 mm thôi chứ không được 3 cm như thế này. Ok chưa? Đây các bạn. Đó. À. Hai cái chất liệu cái tiếng gõ cũng khác nhau các bạn, tiếng gõ đấy các bạn. ABS này. Đó, chất liệu nhựa cứng ABS nguyên khối. Đây, các bạn. Các bạn có thể thêm xem kỹ sản phẩm này. Ok. Và rất là bóng đẹp, bắt mắt. Mình xin nói lại với các bạn, cái sản phẩm này là chúng ta sử dụng để mục đích là tập luyện võ thuật. Ok, và các bạn có hay hỏi mình là cái sản phẩm này á có chịu được sức bén của mã tấu hay không. Thực sự ra các bạn thì mình cũng nói thẳng với các bạn rằng sản phẩm này là để chúng ta chịu lực, nhựa chịu lực chúng ta sử dụng để chúng ta đập đỡ đó, đỡ những cái đo, những cái vật tác động lực mạnh vào thì nó chịu lực được. Còn về sức bén thì các bạn cứ nghĩ sức bén của mã tấu, và khi mà nó chém vào một cái nhựa nhựa chịu lực cỡ nào đi nữa thì vẫn bị đứt các bạn đó, cho nên cái sản phẩm này không có thể nào mà đỡ được sức bén của mã tấu nha các bạn. Nó chỉ sản phẩm này nó chỉ chịu được cái lực 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 mạnh, nó chịu được lực mạnh chứ không chịu được sức bén. Ok đó, thậm chí các bạn sử dụng sắt hoặc là inox mà cái mã tấu bén thì các bạn cũng rất là khó để chúng ta có thể đỡ được hoặc là không bị đứt đó, rất là khó các bạn. Cho nên mình muốn phân biệt cho các bạn ở chỗ đó, thì đã gọi là nhựa chịu lực thì nó chỉ chịu được lực lực tác động mạnh thì nó chịu được. Còn về bén, sức bén và với những cái sử dụng những đao mã tấu chém vào thì chúng ta không thể nào mà chúng ta đỡ được với sản phẩm này nha các bạn. Rồi, ok đó, mình muốn nói rõ hơn cho các bạn như vậy đó, và mình phân tích so sánh hai sản phẩm về ai dựa ABS như vậy. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Bạn nào quan tâm tới sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại ở trên màn hình các bạn đó, hoặc là các bạn có thể tới shop của mình đây. Shop bên mình hiện tại đang cung cấp các dòng sản phẩm võ thuật liên quan. Ok đó đó, mình để cái số điện thoại trên link, hoặc là trên màn hình, hoặc là link mô tả ở phía dưới của cái video này đó. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Bạn nào quan tâm tới sản phẩm của bên shop thì các bạn có thể liên hệ cho mình nhé. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.